Thành phố Hồ Chí Minh xin rút ngắn khoảng cách hai mũi tiêm AstraZeneca còn 6 tuần số y tế thành phố Hồ Chí Minh gửi văn bản khẩn đến Bộ Y tế, đề nghị lãnh đạo Bộ xem xét và có ý kiến về việc có thể rút ngắn khoảng cách giữa hai mũi tiêm đối với vắc xin AstraZeneca từ 8 đến 12 tuần xuống tối thiểu 6 tuần. Sở Y tế cho hay, theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại quyết định số 3588 và công văn số 6030, công văn số 7252 và theo các tài liệu hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới, WHO Khoảng cách giữa hai mũi tiêm đối với vaccine AstraZeneca là từ 8 đến 12 tuần, nhằm đẩy nhanh tiến độ bao phủ mũi 2 vaccine ngừa COVID-19. Sở Y tế đề nghị lãnh đạo Bộ Y tế có ý kiến chỉ đạo về việc có thể rút ngắn khoảng cách giữa hai mũi tiêm đối với vaccine AstraZeneca từ 8 đến 12 tuần xuống tối thiểu 6 tuần. Hiện Thành phố Hồ Chí Minh đang trong ngày thứ 5 của 7 ngày triển khai chiến dịch cao điểm tiêm vaccine COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tốc độ tiêm những ngày qua tăng cao, duy trì trên dưới 200.000 liều ngày thành phố đặt mục tiêu đến ngày 15 tháng 9 phải đạt 100% người dân được tiêm vaccine mũi 1, đề xuất của Sở Y tế đưa ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp tại thành phố Hồ Chí Minh. Tính đến 18 giờ ngày 11 tháng 9, thành phố có 292.403 ca COVID-19. Hiện các bệnh viện trên địa bàn thành phố đang điều trị 39.296 bệnh nhân trong đó có 2.690 bệnh nhân nặng đang thở máy, 23 bệnh nhân can thiệp ECMO và có 2.914 trẻ em dưới 16 tuổi. Tổng số tử vong cộng dồn từ đầu năm đến nay là 11.992. Về tiến độ tiêm vaccine, tính đến hết ngày 11 tháng 9, thành phố đã triển khai tiêm 7.776.452 mũi, trong đó có 6.472.848 mũi 1, đạt 89,8%